Phần 40. Thuyền Thiên Nga. Sau khi người anh của anh Bốp từ giã chúng tôi, chiếc tàu vẫn đầu yên lặng một thời gian nữa. Chỉ nghe tiếng gió lọt giữa đám cột buồm và tiếng sóng vỗ mạn tàu nhẹ nhẹ. Dần dần quang cảnh trở nên náo nhiệt, tiếng bước chân trên sàn tàu, tiếng dây dợ buông rơi, tiếng dòng dọc nghiến kèn kẹt, lại có cả xích sắt cuộn vào tháo ra, cột trục xoay neo, một cánh buồm kéo lên, bánh lái cọt kẹt, và chiếc tàu bỗng nghiêng về cạnh trái rồi dập dềnh, chồm lên chúi xuống. Chúng tôi lên đường, tôi thoát nạn. Nhưng lúc đầu tàu dập dềnh từ từ và nhẹ, thì sau dần trở nên nhanh và mạnh. Tàu vừa chúi xuống vừa lắc lư, bất thình lình lại có những làn sóng dữ dội xô đến đập mạnh vào mũi tàu hoặc vào sườn tàu bên phải. Tôi nắm chặt tay Mattia và nói, thương Mattia quá. Nó trả lời, chả sao đâu, cậu thoát nạn rồi, và lại tôi cũng đã nghĩ rằng thế nào rồi cũng phải đến nước này mà thôi. Trên xe, nhìn gió lay ngọn những cây to, tôi đã nghĩ rằng trên mặt biển thế nào chúng ta cũng được nhảy múa. Đấy, điệu múa đã bắt đầu rồi. Vừa lúc đó, cửa buồng mở, ông anh của anh Bốp bảo chúng tôi, ổn rồi, các anh có thể lên sàn tàu đấy. Mattia hỏi, ở chỗ nào thì đỡ mệt hơn? Nằm là tốt nhất. Cảm ơn ông, vậy thì tôi xin nằm. Và nó nằm duỗi dài trên ván. Ông thuyền trưởng nói thêm, chú nhỏ tập sự sẽ đem vào cho các anh những thứ cần thiết. Mattia trả lời, cảm ơn ông, chú ta đến được sớm sớm thì hay. Đã cảm thấy rồi à? Từ lâu ấy chứ. Tôi muốn ngồi lại bên nó, nhưng nó cứ bảo tôi lên sàn và nhắc lại, chả sao đâu, cậu thoát nạn rồi, ngoài ra thì mặc kệ nó chứ, có bao giờ tớ nghĩ say sóng mà lại được thú vị thế này đâu. Lên tới sàn tàu, tôi phải bíu chặt lấy một dây thừng lớn mới đứng vững được. Nhìn sâu vào trong đêm tối, cũng chỉ thấy một mảng trắng xóa bọt sóng. Trên đó, con tàu nhỏ bé của chúng tôi dập dềnh lướt đi, chòng chành như muốn đắm. Kỳ thực, nó đâu có đắm. Trái lại, nó nhô lên nhẹ nhàng, nhún nhảy trên đầu sóng, được nâng lên, được đẩy đi theo chiều gió Tây. Tôi quay lại nhìn đất liền. Xa xa, đèn trên cảng cũng chỉ còn le lói như những đốm lửa nhỏ trong bóng đêm. Nhìn chúng cứ yếu dần và theo nhau biến mất. Tôi thấy dễ chịu khi từ giã đất Anh. Ông thuyền trưởng bảo tôi, gió thuận như thế này, chiều nay sẽ đến Isigny khá sớm sủa. Tàu Nhật thực quả là một chiếc tàu buồm cừ. Rõ ràng một ngày trời trên biển hơn một ngày trời ấy chứ. Tội nghiệp Mattia, thế mà nó lại vui thích được say sóng. Tuy vậy, cái ngày trời ấy rồi cũng trôi qua. Tôi hết đi từ buồng lên sàn, lại đi từ sàn xuống buồng. Có lần tôi nói chuyện với ông thuyền trưởng. Ông chỉ tay về phía tây nam cho tôi thấy một cột cao và trắng nổi bật trên nền trời lam. Đó là Baffler, ông ta bảo. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ao xuống báo tin mừng cho Mattia. Chúng ta đã thấy đất Pháp. Nhưng từ Baffler đến Isigny, đường còn dài, tàu phải men dọc bán đảo Constantine rồi mới vào cửa sông Ri và cửa sông Aure. Tàu Nhật thực cập bến Isigny muộn, ông thuyền trưởng vui lòng cho chúng tôi ngủ đỗ lại trên tàu. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi mới từ giã ông để lên đường, không quên cảm ơn ông đã có lòng giúp đỡ. Ông thuyền trưởng bắt tay chúng tôi rất chặt và bảo, khi nào các cậu muốn trở về nước Anh thì cứ đến đây, tàu Nhật thực nhổ neo từ bến này vào ngày thứ ba hàng tuần, sẵn sàng chào đón các cậu. Gợi ý thật tốt bụng, nhưng chúng tôi lại không còn lòng dạ nào muốn nhận. Mattia và tôi, đứa nào cũng có nhiều lý do để không vượt biển trở lại trong những ngày sắp tới. Đặt chân lên đất Pháp, chúng tôi chỉ còn quần áo và nhạc cụ. Mattia không quên đem theo cây thụ cầm, tôi để trong lều anh Bốp tối hôm đến quán cây sồi lớn. Còn Sắc thì vẫn nằm lại với tất cả tài sản chúng tôi trong xe hàng hóa nhà Driscoll.
Điều này làm chúng tôi lúng túng. Chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình mà lại thiếu áo, thiếu bít tất và nhất là thiếu bản đồ. May mắn sao, Mattia còn được 12 franc để dành. Cộng vào đó lại còn phần chia với anh Bob và các bạn anh được 22 xin linh hay là 27 franc, thành một cái vốn xấp xỉ 40 franc, kể cũng đã lớn đối với chúng tôi. Mattia đã định đưa tất cả món tiền ấy cho anh Bob để bù vào những chi phí tổ chức cứu tôi. Nhưng anh Bob không nhận một xu nhỏ nào. Anh trả lời, bạn bè giúp nhau ai lại lấy công bao giờ? Rời tàu Nhật Thực, trước tiên chúng tôi đi tìm mua ngay một cái sắc nhà binh đã cũ, rồi mua luôn một cặp sơ mi, hai đôi bít tất dài, một bánh xà phòng, một chiếc lược, chỉ khâu, cúc áo, kim và sau cùng là cái thứ cần thiết nhất hơn cả những đồ dùng cần thiết kia, đó là một tấm bản đồ nước Pháp. Bây giờ đã ở trên đất Pháp rồi, vậy thì phải đi đâu, đi theo con đường nào, đi theo phương hướng nào đây? Đó là vấn đề cứ xoắn lấy chúng tôi từ khi ra khỏi Sydney theo con đường đi Bayek. Mattia nói, về phần tớ thì chẳng phải chọn lựa gì hết. Tớ sẵn sàng đi đâu cũng được, tớ chỉ muốn một điều. Điều gì? Đi dọc một con sông lớn, một con sông nhỏ hoặc một con kênh, bởi vì tớ mới nảy ra một ý kiến. Tôi không hỏi Mattia ý kiến của nó như thế nào, nhưng nó cũng nói tiếp. Tớ thấy cần phải nói cho cậu hiểu rõ ý kiến của tớ. Khi Arthur ốm, bà Milligan cho nó dạo thuyền, và chính vì vậy mà cậu đã gặp nó trên thuyền Thiên Nga. Nó khỏi rồi cơ mà. Nghĩa là nó mới đỡ thôi. Hồi trước nó ốm thập tử nhất sinh ấy chứ, và nó sống được là nhờ sự chăm sóc của mẹ nó. Bởi thế tớ mới nghĩ rằng muốn chữa cho nó khỏi hẳn thì bà Milligan vẫn tiếp tục cho nó dạo thuyền trên các con sông lớn, sông nhỏ, kênh đào mà thuyền Thiên Nga có thể đi được. Vậy thì cứ đi theo dòng những con sông ấy, chúng ta sẽ có nhiều hy vọng gặp được thuyền Thiên Nga. Lấy gì mà nói rằng thuyền Thiên Nga còn ở Pháp? Chẳng lấy gì cả. Tuy nhiên phải thấy rằng thuyền Thiên Nga không thể đi ra biển và ta có thể tin rằng nó chưa rời đất Pháp. Chúng ta có nhiều hy vọng tìm được nó. Mà cho dầu chỉ có một tia hy vọng mỏng manh thì cậu cũng đồng ý là phải cố níu lấy chứ. Tớ thì tớ muốn rằng chúng ta đi tìm bà Milligan và nhất định là không nên bỏ lỡ bất cứ một khả năng gì để làm cho được việc ấy. Thế còn Liz, Alexi, Benjamin và Antoinette? Chúng mình sẽ gặp họ trong khi tìm bà Milligan chứ sao? Thế là chắc chắn phải theo một con sông hoặc một con kênh. Giờ bản đồ tìm xem có con sông nào gần đây nhất đi. Tấm bản đồ trải rộng ngay trên bờ cỏ bên đường. Chúng tôi tìm xem con sông nào gần nhất. Sông Sen, Mattia bảo. Nào, thế thì ta đi theo sông Sen. Sông Sen chảy qua Paris. Thì đã sao? Sao lắm chứ? Tôi đã nghe cụ Vitalis nói rằng muốn tìm một kẻ nào thì người ta đến Paris để kiếm kẻ đó. Nếu cảnh sát Anh muốn lùng tớ vì cái vụ trộm nhà thờ Saint George thì tớ không thích họ tìm ra tớ chút nào. Nếu không thì nhọc công ra khỏi đất Anh làm gì? Cảnh sát Anh có thể đuổi theo cậu sang tận đất Pháp ư? Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng giả thiết như thế thì ta không nên đi Paris. Vậy thì ta cứ đi theo sông Sen mà đi cho đến gần Paris thì rời nó, đi một quãng cho quá Paris sẽ trở lại với nó. Tớ cũng không muốn gặp Garofoli đâu. Tất nhiên. Vậy thì cứ thế nhá. Dọc đường chúng ta sẽ hỏi những thủy thủ, những người kéo thuyền. Với máy hiên đặc biệt, thuyền Thiên Nga không thể nhầm lẫn với bất cứ một con thuyền nào khác và hẳn được mọi người chú ý nếu nó đi trên sông Sen. Nếu không tìm thấy nó trên sông Sen, ta lại tìm nó trên sông Loire, sông Garonne, trên mọi con sông ở nước Pháp và cuối cùng sẽ gặp nó thôi. Tôi không có lý lẽ gì để phản đối được ý kiến của Mattia. Như vậy là chúng tôi sẽ đi về phía sông Sen, rồi ngược theo bờ sông. Lo liệu cho mình xong xuôi, chúng tôi phải lo ngay cho con Capi. Con Capi đã nhuộm vàng lông, đối với tôi không còn là con Capi nữa. Chúng tôi mua xà phòng mềm và khi gặp con sông đầu tiên, chúng tôi thay nhau tắm rửa kỳ cọ thật kỹ cho nó.
Thứ thuốc nhuộm của anh bốp quả là tốt, phải nhiều lần tắm rửa kỳ cọ xà phòng, phải hàng tuần, hàng tháng sau, con Capi mới lại có được bộ lông ngày trước. Cũng may, miền Nam Normandy này là đất sông ngòi, cho nên ngày nào chúng tôi cũng có thể tắm rửa cho nó. Chúng tôi gặp sông Sen ở La Brille, qua một khúc đường ngoặt rợp bóng mát mà chúng tôi tới sau một ngày đường, đứng trên đồi cao xanh. Mattia bỗng bắt gặp con sông Sen ngay trước mắt, cuộn một đường vòng rộng bao la quanh chúng tôi. Dòng nước lặng lẽ và hùng tráng, chảy hiền hòa, tấp nập những con thuyền căng buồng trắng lốp và những tàu máy khói bay lên tận chỗ chúng tôi. Mattia hiểu rằng người ta sẽ rất thích thú được bơi trôi theo dòng nước êm ả này, giữa những nội cỏ tươi mát, những cánh đồng xanh tốt và những dải rừng thẫm viền quanh con sông màu lục. Nó bảo tôi, nhất định bà Milligan đã cho đứa con trai ốm yếu của bà dạo thuyền trên sông Sen. Chúng ta sẽ biết rõ điều đấy thôi, ta cứ xuống hỏi chuyện những người dân trong làng dưới kia. Tôi không hiểu rằng, không dễ dàng gì hỏi được chuyện những người dân xứ Normandy này. Ít khi họ trả lời chính xác và trái lại, thường tự họ còn hỏi lại người đã hỏi. Thế là các anh muốn hỏi một chiếc chèo từ Loha hay là một chiếc xuyến từ Roni? Nó là một chiếc xuồng, nó là một chiếc đò hay một chiếc xà lan hay một chiếc tam bản? Phải trả lời đầy đủ những câu lục vấn ấy, chúng tôi mới được biết rằng có thể là thuyền Thiên Nga chưa bao giờ đi qua La Bully, hoặc có thể đi qua thì cũng vào ban đêm cho nên chẳng ai trông thấy nó cả. Từ La Bully, chúng tôi tiến về Raon và tiếp tục tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả. Ở Embert cũng chẳng ai biết thuyền Thiên Nga, ở Pose, nơi đây có cống chắn, nhất định người ta phải để ý đến tàu thuyền đi qua. Vậy mà cũng chẳng biết gì hơn. Không nản lòng, chúng tôi cứ tới gặp ai cũng hỏi, nhưng không hy vọng gì lắm, bởi vì thuyền Thiên Nga không thể nào đi từ một địa điểm trông chênh giữa chừng. Nhưng đã không bắt gặp dấu vết nó, nhất thiết chúng tôi phải đi tới Paris, hoặc nói đúng hơn thì quá Paris nữa. Chúng tôi đâu chỉ có dạo bước để tiến nhanh trên đoạn đường dài, chúng tôi còn phải kiếm ăn hàng ngày nữa, cho nên phải mất 5 tuần lễ để đi từ Sydney đến Charenton. Đến đây một vấn đề nảy ra, cứ tiếp tục đi theo sông Sen hay là phải rẽ sang sông Mane? Đó là điều tôi luôn băn khoăn mỗi lúc mở bản đồ tìm đường. Nhưng vẫn chưa tìm được lý lẽ xác đáng để chọn con đường này hay con đường khác. May mắn sao, tới Charenton thì không còn phải phân vân nữa. Ở đây, lần đầu tiên chúng tôi được nghe trả lời thấy có một chiếc thuyền giống như thuyền Thiên Nga, một chiếc du thuyền có mái hiên. Mattia sung sướng đến nỗi nhảy múa ngay trên bến. Thế rồi, đột nhiên nó ngừng điệu múa, vớ lấy cây vĩ cầm cuống cuồng kéo một hành khúc chiến thắng. Trong khi đó, tôi tiếp tục hỏi chuyện người thủy thủ đã vui lòng trả lời cho chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là thuyền Thiên Nga rồi. Khoảng 2 tháng trước, nó có qua Charenton trong khi ngược sông Sen. 2 tháng, nó bỏ xa chúng tôi ghê gớm. Nhưng lo gì, cứ đi hoài rồi cũng sẽ đuổi kịp nó. Mặc dù chúng tôi chỉ có 2 cặp giò, còn nó thì lại đi bằng vó của một cặp tuấn mã. Kể gì thời gian, điều căn bản, điều lạ lùng, điều kỳ diệu ở đây là đã tìm thấy chiếc thuyền Thiên Nga. Mattia reo lên, ai đúng nào? Tôi cũng muốn mạnh dạn thú thật rằng tôi cũng hy vọng tràn trề, nhưng tôi vẫn không nói trắng ra, dù chỉ với riêng mình. Những ý kiến, những tưởng tượng điên rồ làm bốc đầu óc tôi. Bây giờ thì không còn mất công dừng lại hỏi nữa. Thuyền Thiên Nga đã ở phía trước, chỉ còn việc ngược sông Sen. Nhưng đến Moret, nơi con sông Lo Inh đổ vào sông Sen, phải hỏi nữa. Thuyền Thiên Nga vẫn ngược sông Sen, đến Montreux lại phải hỏi nữa. Tới đây, thuyền Thiên Nga đã bỏ sông Sen, rẽ vào sông Johnny. Tới ngã ba sông Johnny và sông Amicon, thuyền Thiên Nga vẫn ngược sông Johnny. Vậy là tôi sẽ đi qua Rieuzy và ghé thăm Lys. Tự em sẽ nói cho chúng tôi biết về bà Milligan và về Arthur. Từ khi chúng tôi chạy theo thuyền Thiên Nga, thì chúng tôi không bỏ ra nhiều thì giờ để biểu diễn nữa.
là một nghệ sĩ cần cù, Capi không hiểu tại sao chúng tôi vội vội vàng vàng như thế. Tại sao không để cho nó ngoạm cái Âu, ngồi trịnh trọng trước những vị khán giả không sốt sắng, cho tay vào túi móc tiền ra kia chứ? Phải biết chờ đợi mới được. Nhưng mà chúng tôi không chờ nữa, bởi vậy tiền thu nhận sụt đi, đồng thời số còn lại cũng mòn dần. Đã không dành để được cái gì thêm, chúng tôi còn tiêu thêm vào vốn. Nhanh nhanh lên, Mattia bảo, đi mau cho kịp thuyền Thiên Nga. Cũng như nó, tôi giục, nhanh nhanh lên. Không tối nào chúng tôi kêu ca mệt nhọc, dù chặng đường đi hôm đó có dài bao nhiêu. Ngược lại, chúng tôi nhất trí đến hôm sau phải dậy đi cho thật sớm. Mattia ham ngủ, nó thường nhắc tôi, phải đánh thức tao dậy, nghe không? Khi tôi đánh thức nó thì nó đứng lên ngay. Chúng tôi rè rẻn giảm bớt ăn tiêu. Trời đang tiết nóng, Mattia tuyên bố kiêng thịt vì tiết hè, ăn thịt không có lợi cho sức khỏe. Một bữa hai đứa chỉ ăn một miếng bánh mì cùng với một quả trứng luộc bẻ đôi hoặc là một chút bơ và chỉ uống nước mặc dù đương ở xứ rượu vang. Chúng tôi chả thiết gì, tuy nhiên cũng có lúc Mattia nổi cơn thèm ăn. Nó nói, tôi ước bà Milligan vẫn còn mướn cái chị làm bếp cũ. Cái chị bếp đã làm cho cậu những chiếc bánh kẹp nhân mứt ấy mà. Cái thứ bánh kẹp nhân mứt đào thì phải biết là ngon nhá. Cậu đã được nếm bao giờ chưa? Tớ được ăn bánh quai vạc nhân táo, chứ chưa được ăn bánh kẹp nhân đào. Có điều tớ đã trông thấy, những cái nho nhỏ mà trắng dính trên mứt vàng là cái quái gì thế? Hạnh nhân, chào ôi! Và Mattia há miệng như để nuốt cả một chiếc bánh kẹp. Từ Johnny đến Auxerre, sông Johnny quanh co nhiều khúc. Nhờ thế đi trên đường cái lớn, chúng tôi cũng rút ngắn được một ít thời gian so với thuyền Thiên Nga. Nhưng từ Auxerre, chúng tôi lại bị chậm như trước vì trên dòng con sông Nivernais êm ả, thuyền đi khá nhanh. Gặp mỗi cống nước, chúng tôi đều biết được tin tức của nó, bởi vì trên con kênh này, sự qua lại không đến nỗi nhộn nhịp. Ai mà không để ý thuyền Thiên Nga, nó chẳng giống mấy chút những chiếc thuyền thường ngày vẫn thấy. Chẳng những người ta nói cho chúng tôi biết về thuyền Thiên Nga, mà còn nói cả về bà Milligan, một bà người Anh rất phúc hậu, và về Arthur, một chú bé suốt ngày nằm dài trên một cái giường kê trên sàn, dưới mái hiên đầy dây leo hoa lá, đôi khi cũng có ngồi dậy. Vậy là Arthur đã có khá hơn. Chúng tôi tiến đến gần Drezi, còn hai ngày đường rồi một ngày, rồi chỉ còn mấy giờ nữa. Cuối cùng thì nhìn thấy những khu rừng mùa thu trước chúng tôi nô đùa với Liz, cái cống đào và cái nhà nhỏ của cô Catherine. Không ai bảo, hai đứa cùng rảo bước đi nhanh, nói cho đúng thì không phải đi nữa mà là chạy. Con Capi cũng nhận ra cảnh cũ, phi lên trước. Nó chạy đi báo cho Liz biết chúng tôi đến. Liz sắp đi đón chúng tôi đây. Nhưng chúng tôi không thấy Liz ở trong nhà đi xa, chỉ có Capi quả quạ chạy trở lại như bị đuổi đánh. Chúng tôi dừng chân tức khắc và tự hỏi thế là nghĩa nào? Gì đã xảy ra ở đây? Câu hỏi ấy hai chúng tôi không ai nói ra và chúng tôi lại tiếp tục tiến lên. Capi đã trở lại bên chúng tôi. Nó đi liền theo sau gót chúng tôi, sáng tiêu nghỉu. Một người đàn ông đang điều khiển chiếc cửa cổng, không phải người chú Liz. Chúng tôi đi thẳng đến nhà, một người đàn bà lạ đang lăng xăng trong bếp. Chúng tôi hỏi bà Surius. Bà ấy nhìn chúng tôi một lúc trước khi trả lời, y như là chúng tôi đã hỏi bà một câu vô lý. Mãi bà ta mới nói, bà ấy không ở đây nữa. Thế bà ấy ở đâu? Ở Ai Cập. Chúng tôi sửng sốt nhìn nhau. Ở Ai Cập? Chúng tôi không biết rõ Ai Cập là xứ nào, ở phương nào, nhưng cảm thấy lờ mờ là xa, xa lắm, cách mấy chùm dương. Thế còn Liz? Bà biết Liz chứ? Ôi dào, Liz xuống thuyền đi với một bà người Anh. Liz trên thuyền Thiên Nga? Chúng tôi mơ chăng? Bà ấy giúp cho chúng tôi thấy là đang ở trong cảnh thực. Bà hỏi, anh là Remy ư? Vâng. À, thế thì khi bác Surius chết đuối. Chết đuối? Chết đuối ở cống sông Đào.
Ồ, anh đâu biết rằng bác Julius ngã xuống nước vướng dưới một chiếc xà lan và bị mắc vào một cái đanh. Ấy, cái nghề nghiệp của chúng tôi nó thường dẫn đến như vậy đấy. Khi bác Julius chết đuối, bác Catherine thật bối rối, mặc dù bác ấy là một người đàn bà đảm. Nhưng biết làm sao bây giờ, không có tiền thì không thể bữa hôm bữa mai làm ra tiền được, mà quả thật là bác đấy túng. Một bà lớn xưa kia bú sữa bác, bây giờ gọi bác sang Ai Cập làm vú nuôi cho con bà ấy, như thế cũng được đi một điều. Nhưng cái vướng mắc là ở con cháu của bác, cô bé Liz kia. Bác đang loay hoay không biết nên làm thế nào, thì một buổi chiều nọ, có một bà người Anh đưa con đi chơi, dừng lại ở cống này. Hai bên vãn chuyện, và rồi cái bà người Anh, bà ấy đang muốn tìm một đứa trẻ để bầu bạn với con bà, vì cậu ấy sống một mình trên thuyền cũng buồn. Bà ấy bảo giao con Lee cho bà hứa sẽ chăm lo cho nó, chạy chữa cho nó, cuối cùng là gây dựng cho nó nên người. Bác Catherine nhận lời, rồi thì Lee xuống thuyền với bà người Anh, còn bác Catherine sửa soạn lên đường đi Ai Cập. Ông nhà tôi thay thế cho bác Sirius đấy. Trước khi đi, con bé Liz nó câm nhưng thầy thuốc bảo có lẽ một ngày kia nó sẽ biết nói. Con bé Liz nhờ cô nó bảo tôi thuật lại tất cả những việc ấy cho anh nghe nếu anh đến thăm nó. Như vậy đó. Tôi choáng váng, không nói được một lời. Mattia vẫn tỉnh táo hỏi. Thế thì thưa bà, cái bà người Anh đấy đâu? Xuống miền Nam nước Pháp hoặc sang Thụy Sĩ. Đáng lẽ con Liz phải nhờ người ta viết thư cho tôi, nói rõ địa chỉ để tôi mách lại với anh, nhưng tôi chả nhận được thư nó. VTC Now.